bây giờ còn 200 chục thà. Hết hàng rồi. Bây giờ chỉ là đang ăn xe kia nó bốc lửa thôi, nó chạy xuống bốc lên lửa đó. Giờ không có khoảng thời gian mình đi. Đúng không? Bạn ghi mà sao mày hỏi người ta? Năm nào là cũng ra hết. Hồi nãy cô mua rất là nhiều đào luôn. Mua là 5-6 gốc đào mà một gốc mà mấy chục triệu á. Cho chùa cho đâu á hả? Hồi nãy là cái xe mình lên đầu tiên đó là đem đi cho chùa. Rồi mua chùa hết. Các lại chục các chùa các nơi. Cho các nơi luôn. Các nơi luôn. Ồ, cô đại mỗi chùa cô đại gia dữ ta. Năm nào có mua tiền bông, có mua gạch tiền tỷ. Bỏ ra tiền tỷ mua bông. Rồi. Bông. Bỏ ra 1 tỷ mua tiền bông. Trời ơi. Dạ Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang ở chợ Hoa Công viên 23 tháng 9. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cái khu vực Mai. Mình quay ra chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Ở đây là cô chú anh chị thấy là một màu vàng rực luôn. Đỏ, tím, vàng. Đẹp quá. Vàng là cái màu chủ đạo. Thì cũng nhân dịp năm mới á, Phú chúc tất cả quý cô chú anh chị một năm mới thật dồi dào sức khỏe, ăn sang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, quay ra chia sẻ cho các chú chị xem. Chú lên đây bị nhiêu gốc mai chú? 100 gốc. 100 gốc mà chú lên đây mấy ngày rồi? Lên bữa 21. Mốt này là 25 ha. Bán được 50 gốc. Về giá tiền nhiêu gốc chú? Giá tiền nhiêu gốc chú? 3 triệu. 3 triệu. 50 gốc là được 150 triệu hả? Rồi còn lại là? Còn lại là 50 gốc. 50 gốc nữa. Bán được 50 gốc, còn 50 gốc. Rồi một gốc này, cái này của chú hả? Của anh kia? Hết dầm dầu này. Dạ. 3 triệu một gốc. Mà tình hình này chú thấy năm nay sao, mình buôn bán sao? Năm nay bán chạy. Bán chạy. Dạ. Là được hơn từng năm hả chú? Được hơn mỗi năm. Dạ. Lên bữa 21 nay 25 4 ngày rồi, còn 4 ngày nữa. 4 ngày nữa mà còn 50 gốc nữa. Dạ, giấy cũng mong cho chú bán hết được sớm, về quê ăn Tết sớm, vợ con mừng. Dạ. Vậy là khỏe rồi, đâu có thương ha. Được rồi ha. Dạ mà thiệt tình không á, thiệt tình vậy không á? Đó thấy đó. Mà con thấy là ở đây đâu có trống đâu mà chú nói trống ở chỗ nào đâu. À, trống bên đó. Thiệt ha. Chứ nãy sao con lại là nghe hai ông bạn tán là đi bộ về đó. Đi bộ về Đi bộ về Bến Tre luôn. Vô chừng nào anh đi bộ chừng nào về tới dưới? 3 ngày. Có đi về ngang Bến Lức á, hú em ra em tiếp tới nước cho. Về cầu Bến Miễu á. Về Bến Miễu không thì anh đi ngang Bến Lức mà. Gò Đen đó. Gọi em ra em mua nước đồ cho uống, cho con cơm rồi cho ăn. Trời ơi, đi bộ không sao, đi bộ công an quá phạt. Rồi ok, chừng nào em có số điện thoại trên kênh á, đi bộ về tới đó gọi em. Dạ ăn lên chú thì nói giờ bán được, còn anh thì đi bộ về. Cái lượng người mua năm nay không nhiều anh hả? Dạ còn chợ bán sổ đâu có chợ. Dạ. Là bán sổ hả? Một cái cây mai vậy là mình dưỡng rồi mình quản dưỡng là nó bao lâu mới được thành hình vậy chú? Đây 3 năm. 3 năm. Là 5 triệu. 3 năm 3 triệu, vừa qua sang năm bán 4 triệu. Thì để 5 lên triệu là để giết vừa cái là một gốc mai nó mấy trăm triệu luôn á hả? Rồi. Thì lúc đó là chắc cũng mấy chục năm nữa à? Cũng tháng 10 năm. 10 năm nữa hả? Dạ cũng. Nhưng mà nó càng lớn thì cái công chăm sóc nó càng nhiều phải không? Mình cắt mình tỉa rồi nó nhiều. Bán càng cao. Dạ.
càng để bán càng cao, nhưng mà cái vốn mình thì bán không được, nó chôn cái vốn mình nằm đó, nó sẽ mệt mỏi. Của mình thì vẫn còn đó mà sai không được. Dạ. Dạ. À, dưới nhà vườn chú năm nay dưới là chú bán được nhiều không? Bán cũng vài trăm. Bán vài trăm cây. Vài trăm cây. Dạ, giờ chú bán giá rồi, người ta mua hết rồi, chú đem lên đây đâu có ai mua nữa. Thì ở đây là cái quang cảnh, là những cái cây mai người ta cắt nhỏ làm bonsai của chú anh chị. Đây là những cái cây tắc, cây ớt. Ủa anh nào đi về Long An? Này ông này Bến Tre mà. Cầu Vịnh Miễu hả? Cầu Bến Lức cũng được nữa. Cầu Bến Lức cũng được nữa. Đi ngang cầu Bến Lức hả? Ngừng lại đó cũng được, anh ngừng lại đó cũng được nữa. Cầu Hàm Luôn. Anh về Chợ Lách. Anh về Chợ Lách hả? À, Chợ Lách là Tú dưới gần tới Chợ Vinh rồi. Thì đi bộ là cứ tới Gò Đen gọi cho em đi, em ra em tiếp tế nước cơm rồi cho. Dạ. Giờ hả? Giờ chưa có bán được. Giờ chưa có bán được còn mà. Anh mà bán cái gì? Bữa cuối. Bây giờ bữa cuối mới được chứ giờ em nói tiếp tế không có được đâu. Giờ còn đẹp trai gần chết mà tới bữa đó là quần áo nó sọc sệt đồ này kia. Không, anh là bán mà vui lắm cô chú anh chị. Bây giờ mình đi vòng cho cô chú anh chị xem. Bên đây là bà con bán hết hàng dọn thêm. Này là kêu thêm hả anh? Vậy là cũng mừng ha. Có tín hiệu rồi. Đây thế bên đây là một cái vườn cúc thái nè, đó là có một em gái nè. Em gái bán hoa. À mình bán cái gì mà thấy vô chậu nhẹ nè. Em gái tên gì? Dạ, em tên Ngọc Trúc. Ngọc Trúc. Trúc bán cúc mâm xôi ở công viên 23 tháng 9. Đây là nhà vườn mình lên hay là mình ở đây mình đặt hàng mình đem lên, mình lấy mình bán? Dạ, em có ông anh ở nhà vườn đem lên thôi. À. Là em ở đây, em đặt chỗ ở đây rồi đem lên cho em. Đẹp quá ha. Quá trời đẹp luôn. Đâu có em cái khúc nào đâu. À, luôn nguyên này luôn á hả? Ờ, à, mấy người quản lý mà dữ vậy? Mình em sao quản lý hết? Ba bốn người. Chứ tưởng đâu mình em là em giỏi dữ lắm luôn á. À, là có những anh giao hàng. À, ta phụ luôn. Rồi thôi, cô chú anh chị đi công viên 23 tháng 9, cô chú anh chị đợi đường Nguyễn Thị Nghĩa này, dòm vô ngay chỗ sau cái bông cúc đại đó đi vô đây ủng hộ em gái. Rồi chúc em bán đắt hàng ha. Rồi à, cảm ơn em. Đây là những cái có hoa cúc đại đó. Vàng cực cô chú anh chị.
đẹp lắm. Phía ngoài góc đường Phạm Ngũ Lão thì Nguyễn Thị Nghĩa thì một màu vàng rực luôn với các chú anh chị. Nhà bà con mình năm nay buôn bán thì cái tín hiệu mình hỏi thăm này cũng được, tạm ổn. Hồi cuối là mới biết cá lóc cá thê, bây giờ thì chưa biết được. Đây rất là đẹp luôn. Đây, rất đẹp luôn. Bóp đi nha. Để khu cơ sở bên này nó bó hai ha, 200 cây tầng trên coi nha. Rồi. Thì bao nhiêu bán không chị? Đâu, thôi, 300 cân. Rồi, cảm ơn. Đồ giùm chị ơi. Cho một đứa cho đây bút đồ cho chị ơi. Người đẹp tứ hoa. Dạ. Hôm nay buôn bán sao chị? Dạ bình thường á. À cũng được ha. Em bốc lên cho anh đi. Anh kêu sáu chậu nào bốc lên đi. Tổng cộng cái thỏ là 20 chậu em cứ bốc lên. Ồ bây giờ là bây giờ bắt đầu lên xe nè cô chú gì? Sao rồi mấy bữa nay sao rồi? Mấy bữa nay sao rồi? Bán được không? Cái này là một xe mình lên hết rồi, bây giờ là lên xe nữa đó hả? Cái mảng đình hồng nè. Tối lên nữa hả? Vậy là bữa là anh khai trương anh quay là hôm nay là bán đắt hàng phải không? Wow. Mảng đình hồng đắt hàng rồi. Hàng độc quyền luôn đó chứ. Ờ cái gian hàng của mình nay trống nhiều à ha, tối nay trông thêm. Vậy là năm nay ăn tới lớn rồi. Sao? À là có những cái cô chú ra là mua cho chùa. Mình gặp những cái mối đó cũng hay ha. Cô ấy năm nào cũng mua cho nhà. À là cái cô ống xanh hồi nãy. Cô đầm xanh á, cô già. À năm nào cô cũng mua, năm nào cũng mua đó. Đà giờ này là cô già hay sao? Là có số điện thoại người ta gọi hay sao em? Không, cứ vào ngày cô tự già cô mua. À năm nào là cô cũng già hết. Hồi nãy cô mua rất là nhiều đào luôn, mua là 5-6 gốc đào, mà một gốc là mấy chục triệu á, cho chùa cho đồ hả? Hồi nãy là cái xe mình lên đầu tiên đó là đem đi cho chùa rồi chùa à. các chùa các nơi cho các nơi luôn rồi, các nơi luôn. Ồ, cô đại gia mỗi chùa cô đại gia dữ ta, năm nào có mua tiền bông có mua gạch tiền tỷ, bỏ ra tiền tỷ mua bông rồi bông em 1 tỷ mua tiền bông trời ơi. Thì những cái người buôn bán như em đó gặp những cái mối như vậy thì rất là vui luôn ha. Cũng chúc mừng em trai.
Theo như lời em trai chia sẻ hồi nãy thì bà cô mình quay clip trước á cô chú anh chị, là cô bỏ một năm, cô bỏ tiền tỷ ra để mà cô cho mình này kia cho chùa, cũng giúp ít một phần nào cho bà con tiểu thương á, hết hàng để về sớm. Thì giờ cái gian hàng của cái hot girl á, là bữa mình quay bữa đầu tiên á, cái mảng đình hồng độc quyền á cô chú anh chị, bây giờ trống rồi, tối nay thì sẽ nhập tiếp. Đây là cái quan cảnh cái chợ hoa công viên 23 tháng 9. Đây thì có những chiều có những cặp đôi ra đây chụp hình. Trong đây nước không à, lên xe hai cặp một cặp. Ồ cái này có đế luôn. Ở đây là lên xe tiếp nữa nè cô chú anh chị. Ủa bao nhiêu vậy? Thì buổi chiều này qua sức cũng thấy cũng rất là nhiều luôn. Chiều bán được chạy hai mà. Đây là những cái chậu cúc đại đó đó cô chú chị, vài trăm tới vài triệu. Rồi bắt đầu mảng đình hồng đã di chuyển ra đây, chuẩn bị lên xe nữa chị. Ờ bữa em quay bữa đầu tiên mà xuống xe bữa nay đắt quá ha. Chuẩn bị cái mảng đình hồng này chuẩn bị đi nữa cô chú chị. Có xe chưa? Chuẩn bị đi rồi, một cặp là bữa chị bán 380. Chở bên kia rồi. Đó thì mấy chuyến nè. Mở thì chuyến vậy. Mới gặp anh là đi nữa à, không? Bóc vai ơi. Rồi lên mấy xe nữa, lên xe nào hết xe đó nha. Đây, cái mảng đình hồng chuẩn bị đi nữa cô chú chị. Bây giờ clip chia sẻ về cái chợ hoa công viên 30/9 23/9 á, tới đây cũng kết thúc. Phú xin gửi lời chào tạm biệt quý cô chú chị, những nhân dịp năm mới. Phú chúc tất cả cô chú chị một năm mới thật dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc.